Đặc trị viêm tử cung trên heo. Trên tay Xuân Trịnh là sản phẩm đặc trị viêm tử cung ốc ta liu. Đây là một trong những sản phẩm được kết hợp giữa oxy tetracycline 30%, flulicin 2% và tá dược độc quyền, giúp cho sản phẩm này trở thành một trong những sản phẩm không thể thiếu trong trang trại chăn nuôi nhà quý anh chị em. Nó có thể điều trị các bệnh túi huyết trùng, phó thức hàn, phổi dính sườn, viêm tử cung, viêm mất sữa ở trâu, bò, lợn, gà, dê, cừu, tất cả các con đều có thể điều trị được. Vậy thì sản phẩm đặc trị viêm tử cung Octanil này, có thể tên của nó rất là lạ, nhưng mà quan trọng nhất các bạn nhìn vào thành phần của nó, đó là oxy tetracycline, flulicin và tá dược độc quyền, giúp cho sản phẩm này có thể điều trị tất cả các ca bệnh liên quan đến viêm nhiễm ở trên đàn vật nuôi. Cảm ơn quý anh chị em rất là nhiều vì đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau.